Đây là cái tủ lạnh của nhà em Ma cũng khá là trống, bởi vì nhà em Ma cũng vừa quay trở về sau một chuyến đi học của con trai. Thì hôm nay cũng mua một loạt các loại rau củ quả để cả nhà này. Trong mấy chỗ mình sẽ cho hết vào đây trong tủ lạnh, mọi người xem em sẽ bố trí trong tủ lạnh như thế nào nhá. Đấy, trống rỗng không có gì luôn. Đây cả nhà mình ơi, cái rau củ quả hôm nay em Ma mua đấy, cho hết vào tủ lạnh sau khi mình đã rửa. Ví dụ như là cà rốt này, đấy, cho vào cái hộp này để rất là lâu. Cho cà rốt vào đây nhé, củ dền, cà rốt này, các loại ớt ngọt thì em cũng sẽ cho vào đây, cho cái hộp như này đấy. Cần tây thì mình cũng đã rửa rồi, mình làm như này buổi sáng mình ép thì mình không mất nhiều thời gian, cho vào những hộp như này. Rau xanh em cũng cho vào như này, rau cải xoăn này mình để rất là lâu thì mình cứ cho vào những hộp nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, mình để được rau củ quả. Khi mình đi mua cái loại rau rau spinach là cái loại rau nó hỏng hỏng nhanh thì em mới mua cái loại bio, nó còn nguyên cái túi bóng như này thì mình tận dụng để nguyên, mình sẽ không cho ra. Có loại đỗ hay là cũng cho này nhỏ khay này, cho nên một cái hộp của mình ấy để được rất là nhiều. Ví dụ như là ở trong cái đây có những cái loại rau củ mà mua ở trong cái bóng còn nguyên, chúng ta cứ để nguyên trong cái bóng này đừng bỏ nó ra. Đấy, thì khi nào chúng ta dùng chúng bỏ ra ngay. Hoa quả thì ví dụ như là cam với chanh thì em mua rất là nhiều thì em cho cái ngay cuối cùng như này, bởi vì nhà em thường là ép cam với chanh hàng sáng, cho nên là mình mua táo nữa thì mình cho hết cái khay như này. Đấy thì cách là mình bảo quản này được rất lâu và làm sao ạ, không mất nhiều thời gian của chúng ta vào buổi sáng, thì đây anh chị em mình tham khảo cách bảo quản rau củ quả nhé. Thôi bây giờ bye bye cả nhà.